Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể đổi tên iCloud, đổi tên tài khoản iCloud hiển thị ở trên điện thoại iPhone. Thì những bạn nào mà đang quan tâm đến cách này thì các bạn cùng tham khảo trong video này của mình nhé. Rồi, để thực hiện đổi tên iCloud ở trên điện thoại iPhone của các bạn ấy, thì các bạn hãy thao tác cho mình như sau. Đầu tiên các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì đây chính là đầu tiên này, các bạn nhìn thấy cái biểu tượng avatar và tên này, ID Apple này, iCloud này. Thì cái Trần Tân này chính là cái tên iCloud của mình. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ chọn vào đây, các bạn sẽ thực hiện nhấn chọn vào đây nhé. Đó. Sau đó thì đây sẽ là cái phần đây này, Trần Tân như mình đã nói rồi. Thì đấy chính là cái phần tên iCloud. Thì bây giờ để đổi cái tên này ấy, thì các bạn hãy thực hiện như sau. Các bạn chọn vào cái mục là tên, số điện thoại và email này, các bạn sẽ chọn vào cái phần đầu tiên này. Đấy, các bạn chọn vào và các bạn đợi một chút, nó sẽ hiển thị ra. Đây nhá, thì sau khi các bạn đợi thì đây chính là cái phần ở bên trong, phần tên, số điện thoại và email. Thì để mà đổi tên thì các bạn sẽ chọn vào ngay cái phần tên đầu tiên này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có ba cái mục này, họ này, tên đệm này và tên thường. Đó, thì các bạn cứ đổi giống như cái tên mà các bạn đặt lúc ban đầu thôi. Ví dụ họ trước và cuối cùng là tên này, các bạn viết đúng như theo thứ tự này. Ví dụ như mình sẽ đổi thành là Minh Tân nhé. Đấy, Minh Tân này. Đấy, ở bên dưới này mình cũng vẫn để Tân như thế nhé. Mình chỉ thay cái họ thôi. Rồi, sau khi các bạn đổi xong ấy, các bạn điền xong thì các bạn chọn cho mình chữ xong ở đây. Đó, xong ở đây. Và đợi nó hiển thị ra cái phần đó. Các bạn nhìn chưa? Thì cái phần này các bạn nhìn thấy tên này, Minh Tân này, đã được đổi thành của mình mới đầu ấy là Trần Tân nhé, sau sẽ đổi thành Minh Tân đây như các bạn nhìn thấy nhá. Và bây giờ các bạn sẽ trở lại cho mình này, trở lại này. Đấy, thì ở cái tên ngoài phần ID Apple này, đấy, đã đổi thành Minh Tân thành công rồi các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình một chút, đó là cái tên này thì nó sẽ không, ví dụ như các bạn sử dụng cái tính năng Android ở trên điện thoại iPhone ấy, thì không phải nó hiển thị cái tên này đâu, mà nó vẫn hiển thị cái tên cũ của các bạn nhé. Thì các bạn nếu mà để cái tên Android nó giống như cái tên ở trên ID Apple này, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là cài đặt chung này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần là giới thiệu nhé. Đấy, các bạn chọn cho mình là giới thiệu này. Rồi, đây này, cái phần tên ở đây thì nó vẫn là tên là iPhone nhé. Thì bây giờ các bạn muốn đổi thành cái tên Minh Tân thì các bạn chỉ việc thay vào, các bạn chọn vào, các bạn sửa lại là xong nhé. Đấy, khi mà các bạn chọn như thế này rồi thì các bạn chọn xong này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái tên nó sẽ được đổi thành Minh Tân ở đây. Và cái Android khi các bạn tìm ấy, thì những người khác tìm hoặc là hiển thị đối với những người khác ấy, thì sẽ là Minh Tân ở đây. Ok nhé, chúc các bạn thành công. Rất đơn giản đúng không các bạn, chỉ một vài bước thì các bạn có thể đổi được thành công tên iCloud ở trên điện thoại iPhone rồi. Và các bạn thấy video hay, hữu ích thì ủng hộ mình một nút like video. Và đừng quên, có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào các bạn comment phía dưới phần bình luận video nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.